Cận cảnh đối tượng mang đồ chơi bén nhọn đi hút ngân hàng ở thị xã Cửa Lò gây hoang mang. Hôm nay ngày 2 tháng 2, trên các diễn đàn mạng xã hội truyền tay nhau vụ việc với caption như sau. Đối tượng chuẩn bị hung khí, vật liệu nổ, đe dọa nhân viên ngân hàng, hút 10 triệu đồng rồi tẩu thoát. Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt tên cướp. Tình huống ra sao? Mời cả nhà cùng Sài Gòn TV xem tiếp nhé! Cụ thể, chiều ngày 1 tháng 2, ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò, Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt đối tượng lao vào phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn để hút ngân hàng. Vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ cùng ngày tại phòng giao dịch của ngân hàng chi nhánh đóng trên địa bàn phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò. Tên này rất manh động và đã cưỡm được khoảng số tiền hơn 10 triệu đồng. Gây án xong, đối tượng bỏ chạy hướng thành phố Vinh. Công an thị xã Cửa Lò đang phối hợp với các lực lượng khẩn trương truy bắt, ông Dũng thông tin thêm. Theo một số người dân, tên này có mang theo dao, vật liệu nổ để đe dọa, khống chế nhân viên ngân hàng và cướp tiền. Trước đó, ngày 14 tháng 11 năm 2023, cũng tại thị xã Cửa Lò đã diễn ra một vụ hút ngân hàng khác do đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1995, trú thành phố Vinh, đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, mặc áo khoác đỏ và đem theo dao, rồi đi xe máy xuống chi nhánh một ngân hàng đóng trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Đến nơi, Tuấn đã lẻn vào từ cửa sau rồi dùng vật nhọn uy hiếp một nhân viên ngân hàng để yêu cầu mở két sắt nhằm cướp tài sản. Tuy nhiên, gặp sự kháng cự từ các nhân viên và tiếng hô hoán của những người xung quanh nên Nguyễn Tuấn Anh đã bỏ chạy. Ngay sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã bị đơn vị chức năng truy tìm và bắt giữ khi đang lẩn trốn ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sau một ngày gây án. Vừa qua, Tuấn bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên 4 năm tù về tội cướp tài sản. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.